야이식이 눈썹도 뭐야흰 눈썹이 나가지고 임마 이거 어디 보기 보자. 힘들다. 오케이. 자, 오케이. 오, 예쁘게 나왔네. 이 말이 nắm tay rồi nữa chứ, như là tình nhân vậy. Con vợ sau lưng không chịu nắm. Hello cả nhà thân yêu. Dạ em xin chào cả nhà thân yêu nha. Hôm nay thì nói chung là ngày này cũng gọi là cuối đông rồi đó cả nhà. Thì trời cũng ấm dần dần trở lại rồi. Thì hôm nay được cái là lão gia em nghỉ làm, cho nên là vợ chồng con cái thì đi ra ngoài dạo một vòng. Thì hôm nay em sẽ cho cả nhà đi coi cái chỗ này cùng gia đình em lặn một vòng cuối đông chơi nha cả nhà. Em quay phim hai cha con đi bỏ em nữa rồi. Đứng quay đường có một chút xíu là đi bỏ nhỏ xa chạy theo không kịp. Hai cha con đi là đành đọn luôn, kêu không bao giờ mà quay lại cả nhà. Thì sắp sửa đến mùa xuân rồi, và em cũng chuẩn bị là vô năm học mới, thì con em cũng chuẩn bị là đi học rồi. Và bắt đầu là tới mùa xuân thì hoa này nở cũng nhiều. Thì bắt đầu em sẽ chuẩn bị đi ra ngoài quay cái mấy cái cảnh mà dã ngoại bên ngoài đó, bông hoa lá hẹ gì đó cho cả nhà mình xem ha. Mà không biết là em chuẩn bị vô năm học mới rồi, em cũng chuẩn bị đi học á, là không biết là có quay được nhiều hay không. Vô rồi chị có. Nó mua chắc hè nè. Ôi cô ba ba, ôi cô ba ba. Ít đua ba. Ồ. Ok. 야, 이 새끼 눈썹도 뭐, 야, 흰 눈썹이 나가지고, 임마, 이거 보자. 보자. 오케이. 자, 오케이. 오, 예쁘게 나왔네. 그래, 이 말이 흰 눈썹이 있어가지고. 보기 좋아. Thì hôm nay á, em đi ngang cái con đường này thì gặp con chó này nè cả nhà, và gặp ông chủ luôn nha. Thì cái nhà này có trồng mấy cái bông vải nè cả nhà, nhưng mà người ta sợ là nó sẽ bay cái này đó, đâm ra người ta lấy cái đồ ta buộc lại nè. Em tưởng đó là giả, người ta làm để trang trí, nhưng mà thật sự đây là cây bông vải thật nha. Ở bên trong là nó có cái hộp luôn. Vô tình hôm nay đi gặp được cái người này. Chào em quay nha cả nhà. Úi giời ơi, quay được cây bông vải luôn. Ừ.
Nói chung á là ông này không biết ổng là ai nha cả nhà, nhưng mà chồng em á đi ngang giống như để coi đất ở đây nè, rồi gặp ông này đã rồi đứng nói chuyện luôn nha. rồi vô quay ổng luôn nha cả nhà. Đứng nói chuyện xong rồi ổng thấy em cầm cái máy quay này là ổng biết em quay phim liền, là ổng hỏi bộ quay phim hả, ta nói dạ, thì bây giờ cái ổng vô ổng cho em quay luôn nha cả nhà. Chứ người ta mà không cho mình quay là kể như người ta hốt mình liền á cả nhà ơi. Hôm nay thì người ta cũng ra ngoài này đi tập thể dục nhiều lắm nha cả nhà ơi. Coi nè, trời ấm rồi cho nên là người ta ra ngoài này người ta tập thể dục rất là nhiều luôn nha. Ông xã em á là ở chỗ này nè, người ta có bán một cái miếng đất là gọi là nhỏ thôi, giống như một miếng gì đó, nhỏ vậy đó. Thì ổng tính mua để mà cho em làm vườn, trồng cái này trồng cái kia để mà cho em đỡ phải rảnh rỗi sanh ra cái nông nổi này nè cả nhà. nhưng mà xui cái là cái chỗ mà ổng định muốn mua đó là người cái ông mà ông chủ hồi nãy cả nhà họ mới nói với chồng em là đừng có mua, tại vì á cái chỗ đó đó là khoảng 5 năm nữa là người ta sẽ xây công viên, người ta sẽ làm công viên, cho nên là kêu chồng em đừng có mua nha cả nhà, tại vì người ta đã lên cái kế hoạch là làm công viên rồi, cho nên là ổng không có mua được. Nhưng mà ổng cũng rất là tiếc, rất là tiếc là tại vì cái miếng đất này, cái thứ nhất là nó gần nhà mình, cái thứ hai nữa là nước á nó vô tới nơi, mà cái thứ ba nữa là cái miếng đất này nó không có lớn, tức là nó nhỏ và vừa với cái túi tiền của mình. Tại vì không phải là mình mua đất để mình làm vườn mà mình bán để mà mình kiếm giống như là kiếm tiền mà gọi là sinh hoạt á, thì không phải như vậy, mà là mua một miếng nhỏ nhỏ thôi cho mình trồng trọt mỗi một cái một ít dừa, giống như là gọi là cái thú vị á, trồng cho nó vui á. Rồi một phần nữa thì cũng cho vợ có việc làm. Rồi một phần nữa thì cũng dạy cho mấy đứa con cái việc mà làm vườn làm rẫy á cả nhà, trồng trọt những cái này cái kia đó, thì cũng dạy cho con mình biết cái cách gọi là trải nghiệm luôn. Nhưng mà xui cái là người ta sẽ làm công viên, đâm ra là không có mua được ngay cả nhà. Thì cái ông hồi nãy ông sống ở đây đó thì ông nói đừng nói chồng em là đừng có mua, mà cái người mà kinh doanh bên bất động sản á, người ta cứ điện cho ông xã em hoài, người ta kêu mua đi, giá cũng mềm, mà người ta lên kế hoạch làm công viên như vậy chứ là không biết khi nào người ta mới làm. Cái điện thoại cho chồng em mua hoài, mà chồng em nó mua để làm gì, mất công. Ở bên này á ngộ lắm cả nhà, tính là đất á là không phải tính bằng mét vuông ha, mà người ta tính theo cái bằng phân. Ở đây kia bằng phân, là một phân của nó là 3.3 mét vuông nha cả nhà. Thì em hỏi ra cái miếng đất đó là bao nhiêu mét vuông, thì không phải là bao nhiêu mét vuông mà bao nhiêu phân, thì ông nói là 150 phân. Thì 150 mình nhân cho 3.3 thì tính ra là 400 mấy á, gần 500 mét vuông. Mà tính ra là tiền Việt Nam của mình á là 3 tỷ. Tiền hàng của nó là 150 triệu.
tiền hàng 150 triệu thì tính ra tiền tiền Việt Nam là 3 tỷ nha cả nhà. Tại vì cái khu vực này á, là ông nói như vậy là rẻ rồi đó, nhưng mà do người ta có cái kế hoạch vô cái khu quy hoạch là làm có công viên, đâm ra nó không có mua. Còn mấy chỗ khác nó bán á, thì đất có miếng nó to lắm, nó không có bán cái miếng nhỏ. Mà mình mua miếng to, mình đâu phải mình mua về mình làm vườn. Mà thiệt với cả nhà thì em không có biết cái cách làm vườn, em không có biết trồng trọt cái gì hết trơn á. Nói chung á, ở bên Hàn á, là mình làm vườn, mình trồng rau hay là trồng những cái này cái kia, nó không có giống như ở bên Việt Nam. Mình phải trồng theo mùa, mùa hè thì mình làm được. Còn mấy cái mùa đông á, thì không biết là trồng cái gì. Thì đa phần là ở bên này người ta để đất trống nha cả nhà. Đa phần là mùa đông á, người ta để đất trống chứ lạnh quá, trồng đâu có cái gì lên đâu. Mà em cũng không biết trồng nữa cả nhà ơi. Nói thiệt ở Việt Nam cũng vậy luôn á. Nói chung là trồng trọt rau cải hay những cái này cái kia là ba mẹ làm hết à. Em cũng không biết nấu ăn luôn nghe cả nhà. Tức là nấu những cái món Việt Nam á là em không biết. Nói chung á là ở bên Việt Nam á, em chỉ biết cái mỗi việc là đi làm kiếm tiền. Còn à, làm vườn hay là nấu ăn là tất cả là ba mẹ là làm hết. Ủa, hôm nay trời đẹp ghê cả nhà ơi. Nói chung thì ông xã em lâu lâu mới được một ngày nghỉ. Thì ngày nghỉ như vậy thì dẫn ổng ra ngoài này vừa đi bộ tập thể dục và mình vừa quay một cái video clip gọi là ngoại cảnh luôn cho đỡ buồn cả nhà ơi. Chứ suốt ngày ngồi ở trong nhà mà cứ nói xàm như vậy hoài thì nghe cũng nhàm chán á. Cho nên lâu lâu ra ngoài này cho cả nhà cùng gì ngắm cảnh, nghe nhạc thư giãn đồ chơi cho đỡ buồn. À, hai cha con thấy tình tứ ghê chưa? Không. Vừa đi vừa tâm sự loài chim biển nha cả nhà. Trời ơi, nắm tay rồi nữa chứ, như là tình nhân vậy. Con vợ sau lưng không chịu nắm. Con vợ đi á, đi lo quay phim không à. Đó. Lo đi quay phim rồi lo nói chuyện lo tám chồng con bỏ bơ vơ, cuối cùng hai cha con á là đi nắm tay nắm chân rồi tâm sự rồi nói chuyện với nhau luôn. Rồi con vợ á là đi sao nói chuyện một mình. Một là đi sao nói chuyện một mình, còn hai là đi trước bỏ hai cha con cũng nói chuyện một mình luôn. Bởi vậy người ta đi tập thể dục, người ta đi qua đi lại á, người ta thấy em cầm cái máy quay là người ta biết quay phim liền đó. Thì người ta cứ nghĩ là em sẽ quay hai cha con ông này thôi. Không. Chỗ này ngày xưa là nước của nó nói chung là nó nhiều lắm nha cả nhà, nhưng mà bây giờ nó cạn thì muốn hết rồi cả nhà ơi. Cái chỗ này cũng nổi tiếng lắm nè, ở bên này người ta gọi chỗ này là Sơn Ba Quỳ đó, là nó có cái hòn đá đó cả nhà, thì cũng là một cái chỗ mà nổi tiếng.
ôi gió quá trời gió luôn.